VBA 2023 khởi tranh trên VTV Cup. 74 trận tranh tài quyết liệt, hấp dẫn, hứa hẹn những pha bóng đẳng cấp, đẹp mắt. Hà Nội Buffalo, Thăng Long Warriors, Đà Nẵng Dragon, Nha Trang Dolphins, Sài Gòn Heat, Hồ Chí Minh City Wings, Cần Thơ Catfish. Những đội bóng nào sẽ tỏa sáng trong lòng người hâm mộ trái bóng cam? Theo dõi các trận đấu trên hệ sinh thái thể thao VTV Cup.